Đêm mưa review cho các bạn xem cái Win BE này ha. Khá là hay các bạn nha. Wifi thì chúng ta tùy chọn ở đây luôn. Đây là cái điểm cộng đáng giá các bạn nha. Rất là hữu ích cho kỹ thuật mà làm cái menu bút song song với điều hành gốc các bạn ha. Rồi tiếp đó là chúng ta cũng có thể cài thêm view các bạn thích hợp vào ha. Rồi tiếp nữa điểm cộng nữa là chạy được cốc cốc, nhưng mà cốc cốc đang test thì nó lại lỗi các bạn ơi, nó lỗi nhẹ. Xem web và tải file thì ok, nhưng mà xem video thì nó lại bị đùm các bạn ha. Hôm sau chúng ta đã có Firefox các bạn nha. Hôm nay nói cái dòng sẽ giống cái review dữ vậy ta. Đấy, nó bị lỗi các bạn ha. Nhưng mà chúng ta dùng trình duyệt web thì ok, không có vấn đề gì cả. Rồi, có điều cái phông chữ thì điểm trừ nhẹ. Phông chữ thì không được rõ ràng cho lắm, nhưng mà chúng ta có thể đọc được các bạn ha. Tất cả những cái review là hầu như là mình không có lên cái lịch trình, cũng không có lên cái biện luận nói chuyện gì sẵn cho các bạn ha. Thành ra có khi hên, có khi nói thì suông, có khi nói thì vấp. Rồi bây giờ chúng ta qua cái cốc cốc đi các bạn nha. Rồi chúng ta qua cái trình duyệt Firefox nè. Này này mới đáng giá các bạn nha. Điểm cộng ở Firefox là rất chuẩn các bạn nha. Mình đã nghiên cứu ra được cái cốc cốc, cái file cài đặt mới các bạn ha, chạy khá là ok. Nếu mà mình chạy cái bản bọc thay bộ bota của mình không ok, thì mình cứ qua đây mình chạy cái bản setup gốc của nó luôn. Và Firefox này cũng vậy các bạn ha, có những cái file nó chạy khá là chuẩn. Có nghĩa chúng ta khi mình chạy trong một cái WinBE, chúng ta nên dùng nhiều trình duyệt khác nhau, dùng nhiều cái loại file khác nhau, chứ không phải dùng một loại file duy nhất. Nhiều khi nó không có chạy file này, chúng ta chạy file khác các bạn nha. Ok, âm thanh thì mình thấy cũng ok, âm thanh là ok, chất lượng các bạn nha. Chứ không phải là không có, thì chúng ta cũng có thể đưa lên cái độ phân giải cao nếu mà chúng ta thích hợp cái đây cái kẹt đồ họa các bạn ha. Đó, chúng ta lên Full HD vô tư tùy theo cái cấu hình độ phân giải chúng ta các bạn ha. Mình đã test ba cái video, hai cái video là cũng cũng khá là nặng rồi ha. Hai cái video thì nó ok hơn, ba cái video thì cái CPU load cao quá. Đây là các bạn thấy không, tám mấy thêm một cái video nó lên tám mấy phần trăm CPU rồi, thành ra là khá là nặng các bạn nha. Mà nói chung là không có bị đâm xanh như cái thằng cốc cốc đâm màn hình mặt cười á. Là ok rồi đấy, các bạn thấy không, như vậy là khá ok rồi. Có vấn đề về đường truyền tốc độ hơi chậm, mình cho nó xuống xíu các bạn ha. Rồi các bạn có thể dùng cái bộ tích hợp driver chúng ta chạy thôi ha. Cái bộ Snappy trước đây mình chia sẻ rồi, mình có chia sẻ với các bạn ở trong cái bộ của Chalet các bạn ha, có tích hợp trong đó luôn, nên mình mở cho các bạn xem. Đây, cái này là cái giao diện của em nó. Thường mình dùng cái bộ JLS, mình chạy cái bộ driver này luôn, chứ không nhất thiết là mình để cái bộ khác rồi ha. Đấy các bạn cái chạy file này thôi, ok mình mở lên cho các bạn xem luôn nha. Do nhận driver rồi nó thành ra là ở đây nó không, nếu chúng ta chưa 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 nhận, hoặc là chúng ta vô cái device manager chúng ta xóa driver thì chúng ta cũng chạy cái này, chúng ta cài lại các bạn ha, là chúng ta sẽ thấy hầu như là driver wifi đủ các bạn nha. Chỉ có thiếu cái card màn hình thôi, mà nói chung là WinBE mà có ai giống mình đâu mà xài card màn hình các bạn nha, hiếm bạn nào lắm mới xài card màn hình như mình. Rồi hầu như là test qua là khá ok, hài lòng về cái bản WinBE này. Các bạn cũng có thể thích hợp cái ngôn ngữ tiếng Anh ha. Đây cái điểm cộng nữa là OX, OX 7GB các bạn nha, mới thì còn 6GB mấy, nhưng mà ok cho phép chúng ta cài khá nhiều ứng dụng nặng. Nói tới ứng dụng nặng để mình test các bạn nha, mình test cho nó chạy được cái gì nặng ta. Mình chưa test luôn cái là đây cái Acronis chùa mây bản 2019 mặc định sẵn có, nhưng mà để mình test cho các bạn 2020 thì như thế nào ta. Các bạn 2020 ok đây, hy vọng là chạy thành công. Thành công là ok, chúng ta có thể add, chúng ta thay đổi các bạn ha.
mình chia sẻ với những bạn mà đã chỉnh sửa WinBE rồi hoặc là biết chỉnh sửa lặt vặt là cũng ok các bạn ha. Rồi ok, thành công các bạn nha. Bản này mình chạy khá là mượt trên nhiều WinBE khác nhau các bạn ha. Có những bản thích hợp và khác nó lại không chạy, mình thử bản khác thì nó lại ok. Rồi chúng ta coi cấu hình sơ ha. Thì tất nhiên cấu hình này là nó không phải là cấu hình thực tế, tại mình lấy thêm thôi, mình nâng RAM thêm thôi. Thực tế nó có 4 GB thôi các bạn nha. À, các bạn mà xài máy cỡ này là tầm 5 triệu rưỡi 6 triệu là ok rồi ha. Máy bàn cũng vậy các bạn nha. Máy bàn mà bui tầm giá đó là cũng ngang đời coi 7 rồi đấy. Có cả đồ họa lót video 4K mức rượt luôn. Mình mới giao cho khách một cái bộ máy. Đấy. Thì nói chung là cái bộ này mình đánh giá khá là cao. À, trình duyệt mặc định của nó cũng chạy khá là ổn các bạn nha. Ổn rồi có tầm trung thôi. À, cũng có thể tải lặt vặt à, xem tin tức này kia được. À, hay là hành 64 bit các bạn ha. Ok. Nói chung là cái bản này các bạn có thể tải, chúng ta bui lại, chúng ta chỉnh sửa khá là nhiều cái hay các bạn ha. Mặc định là mình thấy những cái hay mà mình đã giới thiệu ban đầu cho các bạn xem mà, nhất là cái điểm đặc cộng là cái wifi. Cái thứ hai là các bạn test được nhiều cái ứng dụng các bạn ha. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.